rất là hôm nay cô biết vị rất là đặc biệt và rất là đặc biệt. Nhìn sơ qua thì chúng tôi thấy có một cái hôm nay quý vị nhận được về chúng ta sẽ có được một những cái món quà xuất sắc nhất thì là cái gì chúng tôi không biết, nhưng những cái món quà có những món quà rất là lớn, quý vị sẽ có được những cái món quà thế nào cũng sẽ có người chúng những món quà đó là mình thấy lớn mình yêu đương với mình nhiều khi á nhỏ mà có nhỏ thì cũng hay, có nghĩa là những món quà nhỏ nhỏ nhưng mà trong đó đó là nó chất lượng lắm. Trong đây á thì đủ số lượng cho tất cả quý vị có mặt ở đây hôm nay, nhưng sẽ không đủ cho tất cả những quý vị ở bên ngoài, cho nên thành ra quý vị có thể mỗi người khoảng một gói, gói này hôm nay rất là chất lượng, nhưng mà quý vị nào có bị ra cái thì nhưng mà rất là tốt để bỏ trong túi ở cạnh lúc mà đường xuống lá thì nó cũng là túi rất là nhiều nha. Năm nay là quá là nghèo. Xin tất cả quý vị ngồi yên lặng và chắp tay hướng về mặt Phật để chúng ta tụng bảy biến chúng kiến tường. Coi như là tất cả quý vị cùng quý thầy gia trì vào trong cái bài kiến tường này cùng một lượt nha. Xin tất cả quý vị Tiểu Thầy Tiên Tượng Lạnh Chúng Nam Bồ Tát Ma Đà Bồ Đà Ma Tát Ca Đề Hạ Ta Sa Ta Mạn Ta Biệt Tha Thế 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 Tổng Phòng Nhật Bà Ra Đồng Bà Ra Bà Ra Thank you.
để khuyến khích động viên cái quá trình tu học và đi chùa học hỏi một quý Phật tử. Đối với chùa Quảng Ninh, rằng mỗi năm chúng ta đều có cái hoạt động như vậy thì rất là có ý nghĩa. Mỗi phần quà quý vị nhận được ấy, như thầy chủ trì đã giải thích rồi, nhưng mà theo tôi có một ý nghĩa là cái phần quà đó là đánh giá cái thành quả Đức Phật chứng minh cho trong quá tu học, dù nhỏ hay lớn hay nữa thì dù quý vị đã có tâm trong đó và có cái nhân duyên trong đó. Và quý thầy phát quà cho quý vị và quý vị cũng gieo duyên Phật pháp ở trong cái mảnh ruộng phước điền của Tam Bảo, quý vị gieo hạt giống chủng tử Bồ Đề và đến ngày quý vị gặt cái hạt giống đó. Thì trước cái thềm năm mới thầy cũng có lời chúc cho quý Phật tử cầu nguyện chư Phật mười phương cũng như Đức Phật Di Lặc ban phước lành cho quý Phật tử được thanh tâm an lạc, gặt hái mùa xuân với những kết quả tu học và với những cái trí huệ bát nhã, để chúng ta hiện tại gia đình một vạn sự an khang thịnh vượng và tương lai chúng ta đều tu đắc với đạo quả Bồ Đề. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Phật. Trước hết thay mặt thầy chủ trì và tất cả quý thầy quý cô cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ngày hôm nay để chúc mừng cái đầu năm mới đẹp như toàn thể đường. Và chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị sẽ giữ được những cái chuẩn lệ khi chúng tôi có những ý kiến đầu năm mà có những quà thì các vị đã nhất là những hôm qua thì nhiều vị đã được vừa gói quà vừa mang quà đến, thì chúng tôi cũng có quà phật pháp ngày hôm nay theo cái lượng như là tôi được biết cái lượng quà hôm nay gấp đôi không ạ. Nên cái này rất là mừng cho thầy chủ trì cũng như là quý phật tử đã được hưởng cái món quà này. Và chúng tôi cũng xin chúc tất cả quý phật tử và sự quý năm mới vui vẻ. Cuối năm.
trước khi dứt lời thì một lần nữa xin tất cả quý vị hôm nay sẽ đem về nhà được những cái điều thật là may mắn, đúng như cái buổi hôm nay tôi đã nói, và xả đi tất cả những cái gì rất là không có đem lại cho mình cái niềm vui trong cuộc sống thì chúng ta sẽ xả bỏ được và đem về những cái tốt. Nếu mà cái điều đó đúng như vậy thì thật sự quý vị đã nhận được cái sự gia trì của chư Phật mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên, chúng ta chắp tay để hồi hướng Phật tích. Thank you.